một cháu bé vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa thành công vì đã bị bỏng rất nặng khi ngã vào một hố tro đang cháy. Cháu bé có tên là Diệp Tấn Tài, 8 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp. Khi nhập viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, cháu bé bị bỏng 28% và không hề được sơ cứu trước đó. Mức độ bỏng nặng độ 4, tập trung từ chân trở xuống, trong tình trạng sốc khá nặng và có nguy cơ nhiễm trùng huyết. Sau hơn một tháng điều trị, cháu bé đã được cứu sống, thoát được nhiễm trùng. Trước đó, các bác sĩ đã phải nghĩ đến phương án cắt bỏ hai chân nếu hoại tử vết bỏng và may mắn là điều này đã không xảy ra. Dự kiến trong tuần sau, cháu sẽ được tiến hành ghép da, đồng thời tập vật lý trị liệu để tránh co rút da, đảm bảo khả năng vận động.